Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Khủng Long Đại Chiến tập số 4. Cụ thể là ở cái mùa 3 này sẽ là những cặp đấu hết sức đáng gờm ở đây nha các bạn ơi. Hãy cùng với mình đi đến tập đấu cuối cùng trong cái tập 4 này nha. Đừng bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào hết. Let's go! Và cái cặp đấu đầu tiên mà mình đã lựa chọn ở trong cái tập 4 này đó chính là Reptosaurus và Therizinosaurus. Thay các bạn thì nhân vật nào sẽ giành chiến thắng trong cặp đấu này đây? Hãy cùng với mình xem kiểm tra kết quả nha. Wow, Reptosaurus đã chủ động tấn công nhưng nó đã bị trúng một cái móng vuốt của con Therizino rồi các bạn ơi. Nó đang cố gắng có thể cắn vào cái tay của Therizinosaurus để có thể giành lấy ưu thế, và nó đã cắn được một phần tay rồi. Nhưng liệu con Therizinosaurus này có thể sẽ bị hạ gục bởi những cú cắn uy lực này hay không? Nhưng có lẽ là không các bạn ơi, nó xuất ra và nó đã ăn một cái móng vuốt của con Therizino rồi. Một cú móng vuốt rất mạnh mẽ đã làm cho Reptosaurus ngã quỵ. Tuy nhiên nó đã đứng được trở lại và cặp đấu sẽ diễn ra ngay sau đây. Một cú đánh hụt nữa rồi các bạn ơi. Nhưng lần này Reptosaurus đã né được và đã cắn vào cái tay của con Therizinosaurus một lần nữa. Những cú cắn đầy uy lực của nó đang cố gắng ghi con Therizino xuống đất các bạn ơi. Nhưng nó quá khỏe và kích thước rất lớn với những cái bộ vuốt rất mạnh mẽ như thế này. Liệu nó có thể bị đánh gục hay không? Có lẽ là không các bạn ơi. Và một cú đánh vào đuôi nữa trúng mặt của con Reptosaurus và nó đã bị loạn trạng luôn các bạn ơi. Không thể tin được. Cặp đấu tiếp theo sẽ rất nguy hiểm đây. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Therizinosaurus có vẻ đã khá là giận dữ rồi các bạn ơi. Nó đang cố gắng kỳ kèo và tìm được một cú đánh chí mạng vào con Reptosaurus này. Nhưng Reptosaurus rất thông minh nha các bạn. Nó đang biết cách và nó đang tận dụng những lợi thế của nó là ở đâu. Hãy nhìn xem, móng vuốt đã quất xảy ra nhưng đã né được lần nữa. Lần thứ hai và lần này nó đã cắn cổ của Therizinosaurus. Các bạn ơi, tin được không vậy? Nó đã nắm được điểm yếu của con Therizinosaurus và đang đè con Therizinosaurus xuống. Kết quả sẽ như thế nào đây? Một cú cắn vào cổ trực diện. Therizinosaurus có vẻ đã yếu sức và không thể cử động được nữa các bạn ơi. Nó đang yếu rồi. Và đó chính là cái kết cho Therizinosaurus các bạn ơi. Reptosaurus này quá thực sự là thông minh nha. Wow, rất thông minh, rất thông minh. Wow. Và đây chính là phần thưởng đặc biệt trong tập 4 của Reptosaurus ở cái tập 4 này. Đó chính là một mẫu thịt của Iguanodon các bạn ơi. Hãy tận hưởng đi. Wow, nó đang ăn rất ngon lành nha các bạn. Và nó đã di chuyển đi. Còn phần còn lại, Therizinosaurus sẽ bị máy dập tấn công các bạn ơi. Nó đang xuất hiện rồi. Và lần này và cặp đấu tiếp theo của chúng ta sẽ là Ceratosaurus và Triceratops các bạn ơi. Cặp đấu này cũng khá là căng thẳng nha. Hãy xem kết quả sẽ như thế nào đây. Một cú cắn vào sừng của Triceratops. Với Ceratosaurus đã chủ động tấn công trước, nó đã cắn vào sừng của Triceratops. Nhưng Triceratops với thân hình khá là to lớn cũng rất khó bị thuyết phục nha các bạn. Nó đang sử dụng cái sừng còn hai, cái sừng còn lại và cái sừng thứ ba đó hất tung được Ceratosaurus một lần nữa. Nó có vẻ khá là đau đớn nha các bạn. Tuy nhiên chừng ấy là chưa đủ để có thể tiêu diệt được cái con Ceratosaurus này. Nhưng các bạn hãy nhìn xem Ceratosaurus đang làm gì kìa. Nó đang sử dụng những tảng đá và nó đang hất những tảng đá vào trong Ceratosaurus. Nhưng không trúng rồi các bạn ơi, nó đã né được. Và lần này nó sẽ làm gì đây? Nó sử dụng cái tảng đá để làm đòn bẩy để có thể nhảy lên để tấn công vào cái con Triceratops thêm một lần nữa. Và một cú cắn của nó đã đè được Triceratops xuống rồi các bạn ơi. Con Triceratops này có vẻ đã yếu rồi nha. Nhưng nó sẽ cắn tiếp và nó sẽ làm gì tiếp theo đây? Nó đang cố gắng hất con Triceratops lật ngửa lên để có thể cắn vào cái cổ của con Triceratops một lần nữa. Liệu Triceratops có thể đứng làm gì? Nó đã cắn vào chân rồi. Không xong Triceratops rồi các bạn ơi. Một cú cắn vào chân và Triceratops có vẻ đau đớn rồi nha. Và lần này là một cú cắn vào cổ nữa. Triceratops đã không thể gắng gượng được và nó đã ngã lăn quay rồi. Cái kết đây rồi các bạn ơi. Ceratosaurus rất thông minh và nó đã biết được điểm yếu của con Triceratops trong những lần săn mồi của nó hay sao đấy. Và trong cặp đấu này nó đã biết được cái điểm yếu của Triceratops. Cú cắn đã kết thúc được Triceratops rồi các bạn ơi. Cái kết cho Triceratops khi đối đầu với lại Ceratosaurus. Và máy dập đã đến rồi các bạn ơi. Đầu khủng long đã cố tình đến để có thể ăn thịt được cái con Triceratops này.
Và ở cặp đấu thứ ba này mình sẽ có bạn đây, Tarbosaurus sẽ đối đầu với lại một con khủng long đột biến hay sao đó các bạn ơi. Nhìn cái kiểu dáng của nó khá là lạ lẫm nha. Và con này nhìn cũng khá là dữ tợn. Một con đột biến sẽ đánh nhau với là một con khủng long bình thường. Đó là bảo chúa của châu Á. Liệu nó có thể làm gì được trước cái con đột biến này đây? Nó cũng rất là mạnh mẽ và chủ động tấn công ngược trở lại. Cả hai con đang giao tranh rất quyết liệt các bạn ơi. Hãy nhìn xem kìa. Wow, đột biến và Tarbosaurus đang đánh nhau. Những cú cắn vào miệng đang cố hợp ngã đối phương. Nhưng cả hai rất mạnh mẽ và đứng trụ rất tốt nha. Những cú tông mình vào nhau, cả người cũng rất nguy hiểm các bạn ơi. Hãy nhìn xem kìa. Lần này Tarbosaurus đã chủ động hất tung vào cái máy vờn. Nó đang cắn vào cái máy vờn của con khủng long đột biến này các bạn ơi. Những cái máy vờn chính là những cái điểm yếu chí tử của con khủng long Spinosaurus lẫn cái con khủng long đột biến muốn sử dụng máy vờn nha. Và nó đang đau đớn các bạn ơi. Lần này Tarbosaurus đã biết được điểm yếu và nó đang hạ gục cái con khủng long đột biến này hay sao đó. Khủng long đột biến đã di chuyển không còn được thân bằng nữa với cái máy vờm khá nặng nề trên lưng của nó, và nó đã ngã rồi các bạn ơi. Lần này nó đã bị hạ gục bởi Tarbosaurus hay sao đây? Có lẽ là như vậy. Những cú cắn vào chân đang tiếp tục kéo cái con khủng long đột biến này lên, và nó có thể đứng được hay không đây? Nó đang cố gắng gắng gượng, nó đang gắng gượng để có thể đứng lên được, nhưng liệu nó có thể làm gì được trước con Tarbosaurus quá mạnh này đây? Và lần này nó đã bị ngã đập đầu vào cái tảng đá rồi các bạn ơi. Và Tarbosaurus đã kết liễu bằng đòn cắn vào cổ. Thêm một cú cắn nữa hay sao đây? Chắc là như vậy rồi để kết thúc cái con khủng long đột biến này thôi các bạn ơi. Và nó đã cắn thành công. Wow, Tarbosaurus đã giành chiến thắng các bạn ơi. Vị vua châu Á thực sự đã gầm lên rồi. Và phần thưởng cho Tarbosaurus là một miếng mồi khá là to lớn như thế này. Một phần còn lại của Iguanodon. Nó đang kéo với cái xác này về để có thể tận hưởng chiến thắng và thành quả của nó nha các bạn. Hãy nhìn xem nè. Một cái xác khủng long. Và cái kết dành cho cái con khủng long đột biến này sau khi thu quân sẽ là như thế nào? Như thường lệ, máy quát sẽ ra và cấu xé cái thân hình của nó. Và ở cái cặp đấu cuối cùng này là hai con khủng long bạo chúa, một con đeo tracker và một con khủng long bạo chúa bình thường phiên bản original sẽ đối đầu với lại một con tracker. Liệu con nào sẽ giành chiến thắng đây? Như những tập trước thì khủng long đeo tracker thường là những con rất mạnh mẽ nha các bạn. Chiến đấu nào, và nó đã chủ động tấn công con bạo chúa này. Một cú cắn vào cổ, tuy nhiên cái miệng của nó không đủ sức để có thể đánh được cái con khủng long bạo chúa này các bạn ơi. Và bạo chúa đã có đòn phản công. Nó đang cố gắng hất cái tracker ra và nó đã hất được tracker rớt xuống rồi. Và trận đấu sẽ đang bắt đầu trở lại và xuất phát. Khi không có tracker thì liệu con khủng long bạo chúa xanh này có thể làm gì được trước bạo chúa đỏ đây? Và nó đã cắn vào tay của con bạo chúa cà phê sữa này rồi. Và một cú hất bằng tay lên đã làm xuất ra. Wow, cặp đấu này có vẻ rất căng thẳng nha các bạn. Hãy nhìn xem, bạo chúa hai con đang cùng đầu vào nhau rất quyết liệt và rất uy lực luôn. Cả hai đã có màn so kè rất mạnh mẽ, hai vóc dáng tương đồng và hai khả năng chiến đấu gần như nhau. Liệu con khủng long nào sẽ giành chiến thắng trước đây? Những cú đè tì đè rất mạnh mẽ từ khủng long xanh, nhưng khủng long đỏ nói là không nha các bạn, nó vẫn có khả năng đứng lên được. Và lần này những cú cùng đầu thêm một lần nữa, cả hai đang rất mạnh mẽ và đang rất cố gắng để có thể gặp nhau. Hai cái đuôi vẫn đang cụm vào nhau rất đau đớn. Liệu ai sẽ ngã trước đây? Những một màn ngã quỵ có thể sẽ là một cái điểm nhấn để có thể kết thúc trận đấu này. Tuy nhiên cặp đấu này quá căng thẳng. Wow, nó đã bị cắn vào tay và khủng long xanh đã bị cắn vào tay. Một cú kỳ đè rất mạnh mẽ đến từ khủng long cà phê sữa các bạn ơi. Liệu nó có thể làm được khủng long xanh đây? Khủng long xanh đang cố gắng thoát ra, và màn thoát sát xin này có thể thoát ra được hay không? Và nó đã thoát ra được. Wow, rất mạnh mẽ các bạn ơi. Một cú vả bằng tay ở cánh tay phải bất ngờ làm cho con khủng long cà phê sữa đã bị xỉn nỉn rồi. Wow, rất kinh khủng nha. Trận đấu này rất căng thẳng các bạn ơi. Ai sẽ là người chiến thắng tiếp theo đây? Những cú hút đầu công rất mạnh mẽ như thế này. Bộ ngàm sắc nhọn cũng cắn vào những vị trí trọng yếu của những đối phương. Liệu chuyện gì sẽ là tiếp theo đây? Một cặp đấu rất nguy hiểm và rất căng thẳng luôn các bạn ơi. Nhưng tì đất đỏ nâu đã bị khủng long xanh nắm đầu rồi các bạn ơi. Một lần cắn hụt vào tay là bị nó nắm cái cổ rồi. Liệu con cà phê sữa này có thể thoát ra được hay không đây? Nó đã thoát ra được. Wow, rất thông minh và rất mạnh mẽ nha các bạn. Chuyện đó sẽ tiếp tục theo đây. Cả hai đang gầm rú rất mạnh mẽ và những cú cả người cũng rất uy lực luôn. Những cú cười cũng rất chính xác nha các bạn. Liệu cả hai con nào sẽ chiên ngã trước đây?
Một màn ngã sẽ là điểm nhấn để kết thúc trận đấu này. Như mình đã nói, liệu chuyện gì xảy ra tiếp theo đây? Nhưng cú cắn vào tay lại hụt nữa rồi. Và lần này, những cú cạ người, những cú đánh, những cú đụng đầu. Wow! Và khủng long xanh đã đụng ngã con khủng long cà phê sữa các bạn ơi. Nó đã mạnh dạn đứng lên trở lại để có thể giành chiến đấu. Liệu nó có thể thắng được khủng long xanh một lần nữa hay không? Nhưng lần này có vẻ là không rồi, nó đã bị cắn cổ rồi các bạn ơi. Và nó đang ngã thêm một lần nữa rồi. Rất mạnh mẽ và rất quyết liệt. Trận đấu rất kịch liệt và đã xảy ra. Liệu khủng long xanh có thể làm gì được đây? Nó đang cố gắng có thể kết thúc con khủng long nâu này. Và hình như nó đang đạt được điều đó các bạn ơi. Cần cổ của khủng long nâu đã bị gãy rồi. Oh man. Và đó chính là cái kết cho khủng long nâu cà phê sữa rồi. Khủng long xanh giành chiến thắng quá mạnh mẽ các bạn ơi. Wow, trận đấu có vẻ vẫn chưa dừng lại ở đó khi những đối thủ còn lại của đội màu tím bên trái của mình đang cố gắng phản công các bạn ơi. Nó đang cố gắng để có thể tiêu diệt con khủng long xanh này. Nhưng đó cắn hụt rồi, Tosaurus đã có màn chạy ra để cứu quyền cho đồng đội. Nhưng lần này nó đã bị cắn cổ thêm một lần nữa. Và Riptosaurus cũng phải đã ngã quỵ trước những cái bộ chân rất mạnh mẽ từ khủng long xanh các bạn ơi. Quá mạnh mẽ luôn. Wow. Và Ceratosaurus cũng đã xuất hiện với hy vọng có thể gỡ gạt được hay sao. Nhưng có vẻ là không, nó đã ngao ngán và bắt đầu bỏ chạy khi kích thước của con khủng long bạo chúa này quá lớn các bạn ơi. Wow, vậy là Ceratosaurus đã bỏ cuộc. Và phần thắng chung cuộc đã thuộc về khủng long bạo chúa xanh rồi các bạn ơi. Rất mạnh mẽ. Và máy nghiền đã sẵn sàng, Riptosaurus cũng đã phải bỏ cuộc. Ceratosaurus đã bỏ chạy và Riptosaurus đã bị ăn thịt một lần nữa. Bán như tương, kế đến là bạo chúa nâu cà phê sữa. Dũng chiến, rất mạnh mẽ, tuy nhiên cũng phải quỵu khuất phục trước khủng long xanh của mình. Wow, kinh khủng khiếp thật sự các bạn ơi. Và đó chính là cái kết ở tập 4 này. Khủng long xanh của mình đã giành chiến thắng rất thuyết phục. Nó không cần đến cái tracker để có thể tiêu diệt phần còn lại. Wow, rất mạnh mẽ cho đến từ khủng long bạo chúa xanh. Và phần thưởng của nó là nguyên con Iguanodon luôn. Rất mạnh mẽ và rất chính xác. Wow! Hẹn gặp lại các bạn ở tập 5 của khủng long đại chiến mùa 3 trên Xin Đại Nộ nha. Hãy bấm like, subscribe, đăng ký và chia sẻ video này. Đừng quên follow mình để cập nhật video mới nhất nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Wow!